Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo cáo buộc, giữa vai trò trưởng ban kiểm soát SCB từ ngày 17 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 7 năm 2022, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng SCB nên đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân 652 khoản vay gây thiệt hại cho SCB hơn 344.000 tỷ đồng. Với sai phạm này, bị cáo Thắng bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bào chữa cho bị cáo thắng, luật sư không tranh luận về tội danh, nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Theo luật sư, trong thời gian làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm, nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động, nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan, giám sát chặt chẽ nguồn vốn, nguồn trả nợ của khách hàng, nhưng không được hội đồng quản trị SCB xem xét. Ngoài ra, quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng. Bị cáo còn có ý kiến. Văn bản báo cáo gửi Hội đồng Quản trị xem xét định giá tài sản, giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế. Ban kiểm soát đề nghị xem xét định giá lại phù hợp đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo. Thậm chí từ tháng 2 năm 2022, khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện, nhưng bị cáo Thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại SCB với Hội đồng Quản trị. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, Luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, tuy nhiên khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật bị cáo đã phản đối, không đồng ý thực hiện nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà Nguyễn Phương Hồng, hiện đã chết. Nhiều lần lãnh đạo cấp cao là Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, Chim Minh Dũng, Phó Tổng Giám đốc SCB đứng ra giải quyết. Theo luật sư, do nhận thức được việc làm sai trái cuối năm 2017, bị cáo Lan Chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận. Để tạo áp lực, bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin xét duyệt các hồ sơ vay trong 6 tháng để gây áp lực cho cấp trên, buộc phải cho mình nghỉ việc. Cũng theo luật sư, sau khi nghỉ việc, Lan Chi bị cáo Chi Minh Dũng, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị, còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu trở lại SCB để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay mà trước đây không chịu ký. Tuy nhiên, Lan Chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác. Luật sư dẫn chứng đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng, thể hiện thái độ bị cáo không đồng ý với chỉ đạo của cấp trên, mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Chi. Theo cáo buộc, từ năm 2015 đến năm 2018, bị cáo Lan Chi với vai trò trưởng phòng, phó giám đốc phụ trách, phòng tái thẩm định SCB, đã ký hợp thức hồ sơ của 83 khoản vay liên quan đến hệ sinh thái vạn thịnh phát, gây thiệt hại cho SCB hơn 18.000 tỷ đồng. Bị cáo Chi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong phiên tòa của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trường Bị Lan vàng Thành phát, đã kết thúc phần bào chữa của các luật sư đối với 86 bị cáo trong vụ án cũng như phần bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan. Theo đó, phần tranh luận tiếp tục với nội dung của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của các bị cáo và quan điểm bảo vệ quyền lợi. Đa số các bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan trong vụ án đều cho rằng chỉ đóng vai trò yếu thế, làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan, cấp trên, không hưởng lợi nên đề nghị có mức án nhẹ hơn viện kiểm sát đề nghị. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận cáo buộc thao túng SCB và nhiều cáo buộc khác. Bào chữa cho Trương Mỹ Lan, các luật sư cho rằng về tội danh tham ô tài sản, chủ thể của tội này phải là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản tại SCB, trong khi đó bị cáo không hội tụ các điều kiện này. Hơn nữa, về bản chất và hành vi của Trương Mỹ Lan được xác định là cùng phương thức thủ đoạn phạm tội nếu có xuyên suốt trong 10 năm, nên tách ra hai tội danh ở hai thời điểm là chưa phù hợp. Đối với tội đưa hối lộ của bị cáo Lan, theo các luật sư, hiện chỉ có Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB khai đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước. Bị cáo nhàn thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ võ tấn Hoàng Văn, còn lại không có chứng cứ khác chứng minh bị cáo Lan chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho đối thị nhàn. Vì vậy các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc thân chủ tội đưa hối lộ. Đối với phần bảo vệ quyền lợi của người bị hại là SCB, ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của SCB tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 5 tháng 3 Năm 2024 là 761.802 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là gần 484.000 tỷ đồng, nợ lãi phí tạm tính là hơn 277.800 tỷ đồng. Xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ thiệt hại. Xem xét giao cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý 1.166 tài sản đảm bảo là vật chứng trong vụ án, cho SCB nhận lại toàn bộ tài sản và các quyền tài sản mà cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi, kê biên, phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, SCB cũng đề nghị thu hồi lại trả cho SCB bởi tiền đưa nhận hối lộ này có nguồn gốc từ SCB. Đối với thiệt hại vụ án, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cách xác định lại thiệt hại của vụ án bởi Viện Kiểm sát xác định thiệt hại dựa trên nguyên tắc lấy dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo song lại loại trừ một số tài sản đảm bảo, khiến bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm với số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với sai phạm bị cáo buộc. Về đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan bắn tòa nhà Capital Play 29 Liệu Giai Hà Nội để bổ sung khắc phục hậu quả, thì tại tòa đại diện 2 trong 4 ngân hàng HSBC, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải và Ngân hàng OCBC, Bank Singapore không đồng ý và đề nghị hội đồng xét xử xem xét bảo đảm quyền lợi của ngân hàng. Theo bốn ngân hàng, tòa nhà Capital Play đang được công ty cổ phần Twin Peak thế chấp để đảm bảo khoản vay 200 triệu đô la Mỹ, thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tòa nhà Capital Play được Trương Mỹ Lan thông tin đến tòa là có thể bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ, song con gái bà Trương Mỹ Lan trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ, nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay, sau khi bán xong trả nợ cho bốn ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án. Về yêu cầu của Trương Mỹ Lan đề nghị SCB trả tiền thuê tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, SCB trình bày tài sản này đang bị kê biên, nên hiện SCB chưa thanh toán tiếp, nhưng số tiền nợ thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà SCB đặt cọc. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo có liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức khác là người bào chữa cho bị cáo Phạm Thu Phong, luật sư Trâm đồng ý với nội dung cáo trạng quy kết về việc bị cáo Phạm Thu Phong không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trường Mỹ Lan. Qua đó, hành vi của bà Phạm Thu Phong gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 90.317 tỷ đồng. Xong, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho bị cáo vì không có khả năng chi trả. Hơn nữa, bị cáo Phạm Thu Phong đã giao nộp lại số tiền 20 tỷ do bà Trương Mỹ Lan tặng sau khi nghỉ việc. Về trách nhiệm hình sự, luật sư Trâm đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Phong hưởng mức án khoan hồng vì chỉ đóng vai trò thứ yếu và không hưởng lợi từ vụ án. Trước đó, luật sư Trương Thị Minh Thơ, người bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB giai đoạn 2019-2022 cho biết, cáo trạng quy buộc bị cáo Thắng không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan theo đó bị cáo thắng không kịp thời phát hiện ngăn chặn đối với các sai phạm của ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng, điều này dẫn đến các khoản vay dư nợ đặc biệt lớn gây thiệt hại cho SCB số tiền 344.695 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư thơ cho rằng cần xem xét về quan điểm cho rằng bị cáo thắng thiếu trách nhiệm trong quá trình làm việc, cụ thể trong quá trình làm việc bị cáo Lưu Quốc Thắng đã làm đúng và đầy đủ nhiệm vụ trong chức vụ quyền hạn của mình. Theo luật sư, ông Thắng đã phát hiện nhiều sai phạm của ngân hàng SCB, sau đó bị cáo đã làm nhiều báo cáo kiến nghị, đề nghị ban giám đốc ngân hàng SCB xử lý, khắc phục nhưng không được xem xét. Luật sư Trương Thị Minh Thơ cũng nêu ra 30 báo cáo của ông Lưu Quốc Thắng về tình hình hoạt động, bất cập hạn chế của ngân hàng SCB, thậm chí ông Thắng cũng đã đề nghị lãnh đạo ngân hàng SCB chỉ đạo các đơn vị chi nhánh tăng cường giám sát nguồn vốn, nguồn trả nợ thời hạn trả nợ và tài sản đảm bảo để đảm bảo đúng quy định cho vay, giảm rủi ro cho ngân hàng SCB. Ngoài các báo cáo tăng trưởng hàng tháng, ông Thắng còn gửi các công văn đề nghị lãnh đạo ngân hàng SCB về việc xin ý kiến ngân hàng nhà nước và những công văn cảnh báo về tài sản thế chấp tại SCB. Tuy nhiên, các báo cáo công văn kiến nghị đều không được lãnh đạo SCB xem xét chú trọng, thậm chí là bác bỏ. Về tình tiết giảm nhẹ, luật sư Thơ cho hay, Hiện tình hình bệnh tật của bị cáo diễn biến xấu, thời gian sống tính từng ngày từng giờ. Theo đó, luật sư bảo chữa xin hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt cho bị cáo. Trong một tình tiết khác, tự bảo chữa, bị cáo Nguyễn Cao Chí cho rằng sai lầm của mình xuất phát từ lo lắng thái quá trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt trình bày thêm về các giao dịch với bà Lan, bị cáo chí nói khi chồng mỹ Lan giao dịch với bị cáo nhưng không đứng tên nên lúc đó bị cáo nghĩ Lan có ý định phòng những khoản tiền đó nếu xảy ra rủi ro. khi hay tin chị Lan bị bắt, bị cáo đã lo lắng thái quá vì sợ người ta nghĩ hệ thống của bị cáo liên quan đến chị Lan nên phạm sai lầm khi xử lý khủng hoảng. chính hệ thống của bị cáo trong giai đoạn đó đang bị nợ hơn 1.500 tỷ đồng. bị cáo thừa nhận mình phạm sai lầm tất cả bị cáo xin nhận hết. Bị cáo bối rối và lo lắng thái quá. Đã ký hợp thức hồ sơ 35 khoản vay gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.637 tỷ đồng. Tự bào chữa bị cáo Võ Triệu Lân cho biết, mức án mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là quá nặng với bị cáo. Theo bị cáo Lân, giai đoạn tháng 6 năm 2014 khi nhận được hồ sơ khoản vay của 18 khách hàng tại dự án chợ vải Bị cáo rất băn khoăn và xin ý kiến hỗ trợ từ lãnh đạo SCB. Tuy nhiên, lãnh đạo SCB yêu cầu bị cáo phải ký chấp nhận cho vay nhằm hợp thức hóa các khoản vay, tái cơ cấu nợ cũ nên tiền không ra khỏi ngân hàng. Bị cáo nói, đây cũng là nhiệm vụ cấp bách cho việc tái cơ cấu, nếu bị cáo không ký sẽ bị sa thải và cho rằng khi bị bắt mỗi ngày bị cáo luôn gặm nhấm nỗi đau tủi nhục của bản thân về hành vi sai phạm. Bị cáo Võ Triệu Lân xin hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bào chữa cho bị cáo Lân, luật sư cho rằng cần đánh giá lại vai trò đồng phạm, giúp sức của bị cáo trong vụ án. Theo luật sư, các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay không đi theo quy trình thông thường mà SCB đề ra. Với vai trò là giám đốc chi nhánh, bị cáo Lân chỉ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB và muốn SCB được tái cơ cấu như bình thường. Quá trình làm việc, bị cáo Lân phát hiện ra nhiều bất thường của các khoản vay tại SCB nên đã từ chối ký. Do không hợp tác, bị cáo Lân đã không được nhận bằng khen, giấy khen nào từ SCB. Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Kiều Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá ESIM, bị đề nghị 3 năm tù treo cho rằng vai trò của bị cáo trong chuỗi hành vi của vụ án là vai trò thư yếu. Bị cáo hoàn toàn không biết các chứng thư mà mình thực hiện sẽ được sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản hay mục đích trái pháp luật. Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Từ Văn Tuấn, phó giám đốc khối doanh nghiệp SCB, bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét bị cáo thực chất cũng chỉ là nhân viên phải làm theo chỉ đạo. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Mai Hồng Chín, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù cho rằng bị cáo Chín chịu sự trực tiếp từ lãnh đạo SCB, bị cáo hoàn toàn không có biết liên hệ hay nhận sự chỉ đạo nào từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Khi phát hiện những sai phạm của lãnh đạo SCB, bị cáo đã quyết tâm nghỉ việc vào tháng 8 năm 2019. Cũng tại phiên tòa, bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Phụng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, luật sư cho rằng bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo của hai bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Đỗ Thị Nhàn. Luật sư cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo là tham mưu cho bị cáo Nhàn phạm tội, nhưng thực tế việc này không hề có. Luật sư dẫn chứng tại phiên tòa, bị cáo Nhàn cũng thừa nhận bị cáo chỉ đạo công tác thanh tra cho các thành viên nên điều đó chứng tỏ không có việc bị cáo Phụng tham mưu cho bị cáo Nhàn. Bị cáo sai ở chỗ là đã đồng ý sửa báo cáo thanh tra. Tuy nhiên, bị cáo đã khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, phối hợp cơ quan điều tra. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tự bảo chữa, bị cáo Bùi Tuấn Khoa, nguyên phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cục 2 trình bày. Quá trình được giao thanh tra khoản vay nhóm 71 khách hàng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, bị cáo đã báo cáo lãnh đạo chuyển sang cơ quan điều tra để có biện pháp ngăn chặn. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, vụ 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, luật sư cho rằng bị cáo là thành viên trẻ nhất, có xuất phát điểm thấp nhất, không giữ chức vụ gì. Bị cáo được đào tạo cơ bản về công nghệ và có năng lực nên khi tham gia đoàn thanh tra, đảm nhận báo cáo của các tổ, vì thế bị cáo nhận tập hợp và làm theo chỉ đạo. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. Trong phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị khác tiếp tục với phần bào chữa. Từ bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nói dằn vặt, ân hận và xấu hổ với chính bản thân và gia đình, mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo tinh thần nhân đạo, nhân văn. Bà Nhàn nói, bị cáo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong vụ án, mong tòa xem xét cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng. Bà Nhàn cho rằng, khi bị tạm giam, bị cáo đã giảm 19 kg vì đau sót chưa tròn chữ hiếu với mẹ thì bị bắt. Bị cáo xuất hiện những cơn đau tim liên tục, trại giam phải đưa đi khám bệnh, dần hồi phục được như ngày hôm nay. Bị cáo Đỗ Thị Ngàn bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt chung thân về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định trong thời gian thanh tra với tư cách là trưởng đoàn đã nhiều lần nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị đang bỏ trốn, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB và Nguyễn Nam Tuấn lái xe của Văn với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ khoảng 118 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng tháng 3 năm 2018, Thành và Văn ra Hà Nội lên phòng làm việc của bà Nhàn ở cơ quan đưa cho bà này một túi trái cây và một túi đần 200 000 đô la Mỹ. Đổi thì Nhàn nhận tiền rồi mang cất ở nhà. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018... Giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, Văn và Nguyễn Nam Tuấn ba lần mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ để đưa cho đổi thị nhàn tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của Trương Mỹ Lan cảm ơn vì đã giúp và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra, nhận tiền bà nhàn cho vào thùng khác cất giấu trong phòng ngủ. Khoảng tháng 12 năm 2022, đối Thị Nhàn chia số tiền thành hai phần, mang 2,6 triệu đô la Mỹ gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại Nhàn cho vào thùng sách khóa lại mang sang nhà em trai, cất trong phòng ngủ rồi khóa tủ và cầm chìa khóa. Bào chữa cho bị cáo Nhàn luật sư cho rằng khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội đã ghi nhận cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra bốn tình tiết giảm nhẹ, thế nhưng mức án đề nghị chung thân là quá nghiêm khắc và truy tố tội nhận hối lộ là không phù hợp. Theo luật sư, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra là một vòng khép kín. Các bị cáo khác trong đoàn thanh tra bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức phạt cao nhất chỉ 15 năm tù, thế nhưng chỉ riêng nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình là quá cao, không công bằng đối với bị cáo. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về tội danh đối với bị cáo nhàn. Cũng theo luật sư, dù bị cáo nhàn nhận số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhiều hơn so với các bị cáo trong đoàn thanh tra, nhưng đây không phải là căn cứ để định tội danh khác so với các bị cáo còn lại. Bên cạnh đó, bị cáo nhàn không chủ động gặp thỏa thuận bàn bạc đối với Trương Mỹ Lan để thực hiện công việc gì giúp cho Trương Mỹ Lan. Thời điểm nhận tiền đã kết thúc quá trình thanh tra, hoàn tất kết luận thanh tra, ý thức chủ quan khi nhận tiền là thụ động. Điều này có thể coi trách nhiệm thanh tra của bị cáo đã hoàn thành. Việc chỉnh sửa số liệu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra là do bị cáo nhận chỉ đạo. Ngoài ra, bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, có thành tích trong công tác. Từ đó, luật sư mong tòa cho bị cáo hưởng mức án nhân đạo, nhân văn và khoan hồng, với mức án thấp hơn theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Đồng thời, luật sư đề nghị tòa xem xét trả lại cho gia đình bị cáo đã nộp thừa số tiền để khắc phục hậu quả so với số tiền mà nhàn đã nhận hối lộ